Xin chào các bạn, mình là Suda này. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Friday Night Funkin' Mod vs Nobita. Boyfriend và girlfriend vô tình bị đưa đến thế giới của Doraemon. Tại đây hai người đã gặp Nobita. Boyfriend ngay lập tức muốn đấu một trận rap battle với Nobita để có thể tìm cách trở về thế giới của cậu. Tại sao Doraemon lại không có mặt ở đây? Còn mình có thể đánh bại Nobita hay không? Hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một cái menu khá là cute, Friday Night Funkin' đấu với Nobita các bạn ạ. Mình không hiểu là Nobita mà chỉ có Nobita không thì làm sao mà đấu được mình nhở? Không có những bảo bối của Doraemon thì không hiểu Nobita đấu kiểu gì luôn ấy. Ui, có cả Easy Hard và có cả chế độ God. Đâu để xem. Mừng các bạn ạ, nhưng mà nếu mà bấm vào God của tutorial là bị văng ra ngoài ngay. Rồi, chúng ta sẽ có Nobita và có một tuần nữa sắp tới. Ok, thôi đấu Nobita nào, có 3 bài hát. Ôi, để ý nha, Nobita có túi thần kỳ. Nobita đã mượn túi thần kỳ của Doraemon các bạn ạ. Các cậu là ai? Bíp, bíp, cậu nói cái gì thế? Đừng có quan tâm đến cậu ấy không nói tiếng người được đâu. Dù sao thì tên tôi là Girlfriend và cậu ấy là Boyfriend. Cậu có thể gọi ấy là BF. Bíp búp, vâng, you can call him is BF. Chính tả với ngữ pháp rất sai luôn. Boyfriend và girlfriend á? Đấy là tên thật đấy à? Đúng rồi. Cậu là Nobita đúng không? Đúng luôn. Tại các cậu tìm gặp tớ có chuyện gì vậy? Hơi dài nhưng mà chỉ có cậu mới giúp được bọn tôi mà thôi. 5 phút sau, điều đó có nghĩa là có một cái cổng bí mật, cổng kỳ lạ ở đấy đã mở ra và đưa hai cậu đến đây đúng không? Đúng rồi. Và cái con mèo máy đến từ thế kỷ 22 ở đâu rồi? Ý cậu là Doraemon đấy hả? Doraemon đã quay trở lại tương lai rồi. Ủa sao vậy? Và tớ không biết là tớ có thể làm được gì cho hai cậu. Skip up beep. Hả? Cậu muốn hát một bài hát với tớ à? Bắp búp bi. Được thôi. Nếu mà cậu nói thế thì tớ đồng ý. Cậu có microphone không? Đây nè. Tớ có một cái nè. Cảm ơn nhé. Bây giờ bắt đầu thôi. Vâng. Có vẻ như là một mod khá là cute các bạn nhỉ? Khá là nhẹ nhàng chứ không phải là một cái mod kinh dị như là cái mod Doraemon trước đây mình đã từng chơi. Thôi để xem nào. Wow. Khó vậy. Đúng là độ khó gót của khác các bạn ạ. Khó thật sự. Bài gì đây? Từ không được. Cái này là nó chôn rồi. Độ khó gót rồi, độ khó chôn rồi, không chơi được. Phải độ khó hát mới đúng bài của nó. Bấm mà không hề ra theo cái nhịp điệu bài hát luôn á. Ở đấy. Này đúng hơn rồi này. Ok. Bài này các bạn mà nghe thấy quen quen không? Mình thì mình không quen rồi đấy. Thật sự là giọng của Nobita thật sự. Cũng khá là nhẹ nhàng. Nhưng mà để xem là cái mod này có 3 bài, không biết là đến bài thứ 3
Nobita có hóa quỷ như là 1 tỷ các cái mod Friday Night Funkin' khác không? Bài nhạc rất là nhẹ nhàng, du dương. Wow, hai cậu hát hay thật đấy. Cảm ơn nhé, vừa rồi rất là vui. Bupaski Pip, cậu có thể hát một bài nữa không? Bài nữa? Tất nhiên rồi. Bây giờ sẵn sàng với nhau. Bip. Ôi, mình đang đợi cái bài huyền thoại của Doraemon đây. Bài này nghe có vẻ căng này. Hình như là cái mod này cố tình đúng không? Bài của San là Undertale lại ở đây nhỉ? Thật sự mình không biết rằng là cái mod này là nhạc nó dở hay là nó cố tình như vậy luôn á. Cậu hát hay như đấy, cậu cũng hát cũng hay, nhưng mà tớ đã thua rồi. Cậu hát cũng không tệ lắm đâu, nhưng mà tôi mới nhận ra rằng tại sao cảm thấy ở đây nó cứ trống vắng thế nhỉ. Mọi người trong thành phố đã đi du lịch hết rồi và Doraemon đã quay trở lại tương lai, như là có chuyện gì đã xảy ra ấy. Với cả là cậu ấy đã đưa cho tớ cái túi thần kỳ. Nhưng mà tớ không có ai để đi chơi cùng nên là tớ chả đi đâu cả. Tôi hiểu rồi. Bắp búp bíp. Một bài nữa. Tất nhiên rồi. Chờ đã, tôi có một ý tưởng này. Cậu có thể thử thách cậu ấy không? Thử thách á? Đúng rồi, hát dễ rồi nên là phải có thử thách nó mới vui. Thế cậu nghĩ nào bếp? Bắp bíp. Được thôi, nếu mà cậu nói vậy thì quẩy lên. Ok, thử thách của Nobita là cái gì đây? Biết cũng được đấy, nhưng mà hy vọng là vào bài nhạc nó hay hơn cái bài vừa rồi. Tự dưng có Megalovania mình không hiểu luôn ấy. Còn cái bài nhạc huyền thoại của Doraemon không thấy đâu. Ok, nó là thứ bảy. Đây rồi. Yes. Cuối cùng cũng có cái bài này các bạn ạ. Mi 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 na.
gì nhỉ? Ok, bài hát huyền thoại của Doraemon được remix lại các bạn ạ. Nhưng mà cũng vẫn đối với mình vẫn là quá dễ. Nhưng mà hơi khó chịu là cái bài này nó cứ có một số các cái giọng nói của các nhân vật trong Doraemon ấy lồng vào nghe nó hơi khó chịu các bạn ạ. Và đó là đối với Nobita đã xong. Và chúng ta còn có một cái tuần nữa mà chưa biết các bài hát trong tuần này sẽ là gì. Có vẻ sẽ là phải đợi đến các cái bản sau thì chúng ta mới biết được các bạn nhá. Còn các bạn nghĩ như thế nào về cái mod đối với Nobita này? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhá. Và mình cũng sẽ để link để tải cái mod này về ở phần mô tả và phần bình luận để cho các bạn tự tải về để chơi luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudern và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.